Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 6, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức Thủ tướng Chính phủ đầu tiên của nước ta thời kỳ đổi mới. Một điều đặc biệt là khi đang giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí Phạm Hùng đã kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Trong thời gian đó, Bộ trưởng Phạm Hùng đã có một chỉ đạo hết sức quan trọng, đó là thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đây được coi là một dấu ấn để lực lượng Công an nhân dân trưởng thành và vững mạnh như ngày hôm nay. Một trong những buổi sinh hoạt truyền thống theo kế hoạch của Bộ Công an được Học viện An ninh Nhân dân tổ chức để các học viên của học viện có dịp ôn lại, ghi dấu và học tập tấm gương cố Bộ trưởng Phạm Hùng, người lãnh đạo xuất sắc đã luôn quan tâm, sát sao chỉ đạo, lãnh đạo và phát triển lực lượng Công an nhân dân giai đoạn đầu những năm 80 sau khi đất nước ta vừa giành được độc lập. Học viện An ninh Nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, cũng như là để giáo dục những cái truyền thống tốt đẹp mà lực lượng công an cũng như là cá nhân đồng chí Phạm Hùng đã tạo dựng lên. Trong đó, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động trong học viên, đã tổ chức rất nhiều cái buổi sinh hoạt truyền thống cho cán bộ, giáo viên và học viên trong học viện, và đặc biệt là tổ chức nghiên cứu hết sức sâu sắc, sâu rộng cái đề cương tuyên truyền nghiên cứu về cái tấm gương, về thân thế sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng. Trên cương vị Bộ trưởng, đồng chí Phạm Hùng đã chú trọng xây dựng đạo đức người công an cách mạng, phát động trong toàn lực lượng công an phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trưởng thành lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, làm thất bại hoàn toàn các âm mưu bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch và phản cách mạng thời hậu chiến, giữ gìn sự bình yên cho đất nước. Qua nghiên cứu chúng tôi cũng được biết, đồng chí Phạm Hùng, người lãnh đạo đầu tiên khởi xướng và nâng tầm cái phong trào Công an nhân dân học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thì qua cái những cái đóng góp của cố Bộ trưởng thì phong trào này đã trở thành một cái phong trào thi đua sâu rộng, lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung và tuổi trẻ Công an nhân dân nói riêng. Qua đó thì chúng tôi cũng nhận thức được cái trách nhiệm của mình, vai trò của thế hệ trẻ Công an nhân dân ngày nay phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, rèn luyện, học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy, theo tấm gương đạo đức và lý tưởng cách mạng của đồng chí cố Bộ trưởng Phạm Hùng. Hôm nay trong buổi sinh hoạt truyền thống với chủ đề kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, các học viên Học viện An ninh Nhân dân đã được hiểu hơn, thấm nhuần hơn và nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, về tấm gương các thế hệ đi trước để rèn luyện ý thức, học tập và phấn đấu trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên tương lai. Qua những buổi sinh hoạt truyền thống rất là ý nghĩa như hôm nay thì bản thân chúng em thì cái ý thức được rằng là phải cái lớp lớp chúng ta phải tiếp bước cái thế hệ đi trước trong cái quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về cái lý tưởng cách mạng thế hệ đi sau cần phải có những cái nhận thức đầy đủ và hiểu biết sâu sắc về cái lịch sử, và cũng như là cái lòng quyết tâm bảo vệ cái nền độc lập cũng là tự do cho đất nước. Là những người chiến sĩ trẻ thì nhìn vào những bài học của các thế hệ cha anh luôn cảm thấy một cái niềm tự hào rất là sâu sắc, và từ đó thì cũng là cái nguồn động lực là chúng em phấn đấu mục tiêu trở thành một người chiến sĩ công an trong giai đoạn mới, luôn đổi mới cũng như là hoàn thiện bản thân mình để trở thành một người chiến sĩ công an đóng góp được nhiều nhất cho Đảng, cho nhà nước. Không khí và tinh thần học tập truyền thống, học tập tấm gương, đặc biệt là sự khởi xướng của cố Bộ trưởng Phạm Hùng về phong trào học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân của các cán bộ, học viên Học viện An ninh Nhân dân sẽ là kim chỉ nam cho lớp lớp các thế hệ tiếp nối, dõi theo và hành động theo để tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.